Xin chào bà con, thì hôm nay mình quay bà con xem về cái clip là kỹ thuật làm cành và tạo tán cho cây bambu 7. Thì với cây bambu á, mình đang quay cho bà con xem á, thì cây bambu này mới có 2 năm tuổi thôi. Nói chung là rất là tươi tốt và xanh đẹp á, như trên hình bà con xem á. Thì với clip này á, mình sẽ quay cho bà con biết về cái quy trình làm cành, bấm ngọn như thế nào. Thì ở clip này mình quay cũng rất là dài và làm rất là chi tiết cho những bà con chúng ta mà đang có cái đam mê làm nông nghiệp, với đam mê mà trồng cây bambu 7 á, thì bà con có thể xem và tham khảo vào cây bơ này. Thì bên trái cây tôi một lát sẽ quay và luôn cập nhật những video hay cho bà con xem. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh đi. Thì một clip này á, nếu bà con đăng ký kênh nó sẽ tạo cho mình cái động lực để mình quay những video tiếp theo cho bà con xem. Thì đây là mình quay cái tán xung quanh cho bà con xem á, lúc này là chưa có làm cành nha. Nhớ là chưa làm cành á. Đó, mình sẽ quay xung quanh cho bà con xem. Là rằng mình sẽ quay từng chi tiết để bà con xem rõ nhất đối với cây bơ búp 2 năm tuổi. Thì nên làm cành những cái nhánh nào, những nào chúng ta không nên làm. Thì việc đầu tiên đó là bà con nhìn cái tán nó xung quanh, làm sao cho cái tán nó tròn đều. Đó thì mình quay cho bà con xem á. Bây giờ tiến hành là làm cành á. Đầu tiên á là cái bơ này nó rất là sum xê đúng không? Gốc nó rất là sum xê đó, mà mình tiến hành cắt. Thì những cái cành là cành chim, cành tăm á, sát gốc á, rồi con bấm hết cho mình á. Đó, những cái này bấm hết luôn. Nói chung là nhiều chị em phụ nữ chúng ta là có cái thói quen là để cây nó càng tươi tốt á, là càng thích. Cứ ông nào cứ cắt kéo đi mấy bà sót, nên clip này mình cũng khuyên là những chị em phụ nữ đó, có nghĩa là đừng có tiếc gì hết, khi cắt thì chúng ta cắt thoải mái đi, bình thường để tươi thoáng thoáng mát, ánh sáng nó vào thì nó quang hợp rất là tốt. Cứ hở ông chồng hay là ông chủ nào cắt đi mấy bà cũng tiếc hết. Thì qua clip này mình cũng khuyên cho chị em phụ nữ chúng ta cứ đừng có nghĩ càng xum xê càng nhiều cành nó càng nhiều trái. Thì cái này mình khuyên thật sự á, chúng ta cứ cắt đi đừng có tiếc gì hết á. Như những cây dưới gốc này mình cắt hết cho bà con xem á. Đó, từng nhánh cắt hết luôn, tỉa hết. Riêng cành chim, cành bánh tẻ, những cành ở trong mà không có ánh sáng, mình khuyên là cắt hết đi để nó đâm ra những ngoài. Cây bơ búp á, thì cái điều kiện của nó rất là hay và nhạy cảm ở chỗ là tán càng to càng rộng á, thì bông rất là nhiều. Nhưng mà bông không bao giờ làm cánh, làm bông ở trong thân. Cái đó mình nói thật sự á, để bà con tham khảo. Thì đây mình quay rất là kỹ mỹ và rất là từ từ cho bà con xem về cái quy trình làm cành với cây bơ búp 7 đó. Làm rất là chi tiết. Những cành chim, cành bánh tẻ mình bấm hết nha, không có để gì hết á. Cái này đang bấm có những tí ở cuối clip mình sẽ mở ra cho bà con xem về toàn bộ cây bơ búp 7 sau khi mà làm cành thì nó như thế nào. Đó, các cái nhỏ bấm hết nha. Thì hầu như ở với cái clip mà làm cành cái bơ búp 7 á, thì mình cũng hướng dẫn cho bà con nhiều rồi ở những clip trước á. Thì clip này mình cũng quay lại cho bà con xem về cái clip mà làm với cái bơ búp 7 2 năm tuổi. Thì hầu như mà cái điều kiện mà cái thời gian mà để cho cái bơ búp 7 á, thì tốt nhất là từ 3 năm trở đi. Thì chúng ta cho nên làm bông đi. Còn những cây mà 2 năm hay 1 năm nó có bông á, thì nó cũng có sinh lý thôi. Nó ra sớm thì bà con cũng có thể là để trái ăn vẫn được, nhưng mà để ít thôi, chứ nhiều quá thì mất sức. Còn không, chúng ta muốn tốt chúng ta lạc bỏ hết bông trái đi, để cho năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư á, nó làm bông thì nó hiệu quả cao hơn. Thì hầu như cái bước 7 năm 2017 chúng ta thì sản lượng bị mất rất là nhiều do cái thời tiết mà mưa. Và cái thứ hai nữa là bà con chúng ta chưa có rõ được cái quy trình với cái kỹ thuật mà làm bông, xử lý bông và chống đụng trái như thế nào. Thì qua cái năm 2018 á, bà con nào có nhu cầu mà sử dụng thuốc phân á, và hướng dẫn kỹ thuật làm bông á, thì bà con có thể gọi số điện thoại dưới để được tư vấn và cụ thể hơn. Thì mình sẽ quay cho bà con xem hầu như là 3 đến 5 clip nữa về cách bấm đọt, bấm ngọn và thời gian là nên bấm. Thì một số bà con cũng thắc mắc là chúng ta bấm ngọn lúc nào và nên bấm như thế nào thì nó hiệu quả, thì cái đó cũng rất nhiều bà con chúng ta không có biết đó. Bây giờ mình sẽ quay từng ngọn bấm luôn á, những cái ngọn nào với cây 2 năm á, thì chúng ta bấm đi, bấm để nó bung những cái chồi mới ra thì nó rất là hiệu quả cho bà con. Chúng ta cứ xem sao cái tán nó tròn nó đều á thì nó rất là tốt. Còn với cái bơ búp này, tại sao những nhánh ở dưới mình bấm hết cho bà con, có nghĩa là nó mới có 2 năm thì chúng ta nên tạo độ thông thoáng ở dưới gốc. Thứ nhất là chúng ta chăm sóc bón phân tưới nước này. Cái hai nữa là dưới đó nấm bệnh hay nhiều, những cành mà nó tiếp xúc với đất nấm bệnh hay nhiều, mà những cành đó nếu mà ra trái thì nó cũng không có hiệu quả vì nó sát đất quá. Sát đất quá thì nó khiến cho nấm bệnh này nó phát triển, nó tạo điều kiện thuận lợi xâm nhập vào cây, thân cành lá nó gây bệnh. Đó là những ngọn này bấm hết nè, con quan sát cho kỹ nha. Đó, những ngọn này chúng ta bấm hết.
để những cái ngọn 2 năm chúng ta bấm có thể tán nó bung ra toàn đều hết. Còn với những cây 3 năm thì mình sẽ có cái quy trình mà hướng dẫn cho bà con làm sau. Tất cả các cây trồng bơ 1 năm 2 năm mình sẽ hướng dẫn từ từ để bà con tham khảo. Thì với trái cây tơ mùa lắc, những video này toàn là những video thực tế và tại vườn để bà con chúng ta tham khảo. Đó, nhưng mà bấm hết đi. Tí nữa ở clip này rất là dài, gần như là 12 phút làm cành một cây bơ. Thì bà con cứ xem từ từ ở cuối clip. Mình sẽ quay thêm những video tiếp theo bà con xem. Thôi qua clip này một lần nữa bà con vui lòng đăng ký kênh đi. Thì để theo dõi tất cả video bên trái cây tơ mùa lắc. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.
Thank you.